Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình đoạn diệt cảnh giới của chúng ta. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình phá hủy võng lưới của chúng ta. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình vĩnh viễn thoát khỏi các dục như đục. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình thoát khỏi lưới của các kiến. Bồ Tát này sẽ làm cho hữu tình ra khỏi con đường tà của triền cái. Bồ Tát này an lập các hữu tình, làm cho họ được sống trong chánh đạo. Bồ Tát này dẫn các hữu tình vĩnh viễn ra khỏi rừng rậm của các kiến. Này thiện dũng mãnh, các ác ma thấy Bồ Tát này có phép thù thắng và lợi ích như vậy nên buồn khổ ưu sầu, giống như bị mũi tên găm trúng vào tim, như người bị mất kho báu lớn mà âu sầu khổ não cùng cực. Vì ác ma ấy thân tâm hối hận, ưu sầu khổ não như bị trúng mũi tên độc và ngày đêm kinh hoàng ngồi không yên. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tu bát nhã ba la mật đa sâu xa, thể hội bát nhã ba la mật đa sâu xa, thì lúc ấy ác ma tập trung lại một chỗ suy nghĩ và tìm cách để phá hoại Bồ Tát. Chúng nói với nhau như vậy: chúng ta sẽ lập mưu gì, làm việc gì để phá hoại chánh hạnh mà Bồ Tát này đã tu hành? Khi ấy tâm bọn ác ma nghi ngờ, mê loạn, liền âu sầu khổ não không vui, như bị trúng mũi tên độc. Chúng khuyến khích lẫn nhau cùng đến chỗ Bồ Tát để rình tìm chỗ hở của vị ấy, làm cho vị ấy lo sợ mà thay đổi công việc. Nhưng nhờ sức oai thần của Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, làm thần lực của các ác ma mất hết, thậm chí bọn chúng không thể động đến đầu sợi lông của Bồ Tát, huống gì làm cho thân tâm của Bồ Tát thay đổi. Vì biết Bồ Tát đã xa lìa sự sợ hãi nên ác ma kinh hoàng giận tóc gáy. Các ác ma lại tìm mọi cách để làm mê hoặc, nhưng vì tâm thần bị suy yếu và lo sợ nên các kế hoạch của chúng đều thất bại. Bấy giờ vua ác ma liền nghĩ như vậy: ta còn không phá hoại được Bồ Tát này, huống gì quyến thuộc của ta hay những người khác làm sao có thể phá vị ấy được. Nghĩ vậy, vua ác ma lo sợ hết được tính toán, bèn quay trở về cung điện của mình sống trong sầu khổ. Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đầy đủ oai lực lớn như vậy, quyến thuộc của ác ma không thể nào làm cho tâm vị ấy mê hoặc, dù chừng khoảnh khắc, huống gì có thể làm chướng ngại các việc khác. Bồ Tát nào tu hành bát nhã ba la mật đa như vậy, thành tựu công đức trí tuệ và sức oai thần lớn như vậy, giả sử có các hữu tình trong 3.000 đại thiên thế giới đều biến thành ma, mỗi ác ma dẫn theo chúng ác ma như vậy, vì muốn quấy nhiễu nên đến chỗ Bồ Tát và dùng hết thần lực của mình, cũng không thể nào làm chướng ngại sự tu hành bát nhã ba la mật đa của vị ấy. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì khi ấy Bồ Tát đã thành tựu sức đao kiếm của trí tuệ bát nhã sâu xa, cũng thành tựu không thể nghĩ bàn, không thể suy lường, và sức trí tuệ không gì sánh bằng, nên không bị bọn ác ma hung bạo chinh phục. Này thiện dũng mãnh, đao lớn gọi là đao trí tuệ bát nhã, kiếm lớn gọi là kiếm trí tuệ. Đao lớn là đao trí tuệ, nên bát nhã ba la mật đa chẳng phải là cảnh giới hoạt động của bọn ác ma. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, các ngoại đạo tu tiên đã đắc bốn tịnh lự, bốn định vô sắc, còn vượt khỏi cảnh giới của ác ma ở cõi dục để sanh vào trong bốn cảnh giới vô sắc của các phạm thiên. Vậy đối với diệu trí ở thế gian mà Bồ Tát đã thành tựu, chẳng phải cảnh giới hoạt động của họ, huống gì là đối với bát nhã ba la mật đa chân thật, thì làm sao ác ma có thể hoạt động trong cảnh giới này được? Với diệu trí của những vị tiên nhân ngoại đạo đã đắc được sắc vô sắc định, cũng chẳng phải cảnh giới của ác ma hoạt động, huống gì đối với bát nhã ba la mật đa. Này thiện dũng mãnh, khi nào Bồ Tát thành tựu bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Bồ Tát được gọi là người thành tựu oai lực lớn. Nếu ai thành tựu oai lực bát nhã, thì gọi là người thành tựu đao trí tuệ sắc bén. Nếu có ai thành tựu đao bén bát nhã, thì gọi là người thành tựu đao trí tuệ sắc bén. Cho nên các quân ma không thể nào chiến thắng được, ngược lại vị ấy có thể chiến thắng tất cả quân ma. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát thành tựu đao kiếm sắc bén của bát nhã ba la mật đa, có đầy đủ oai lực lớn, thì các Bồ Tát không nương vào đâu cả, làm việc gì cũng không bị lệ thuộc. Vì sao? Này thiện dũng mãnh, vì có lệ thuộc thì có di chuyển thì có dao động thì có hí luận. Này thiện dũng mãnh, nếu các hữu tình có lệ thuộc, có chuyển động, có dao động, có hí luận,
thì các hữu tình đó theo sức của ma mà hành, chưa thoát khỏi cảnh giới của ma. Này thiện dũng mãnh, các hữu tình dù sanh lên trên đến trời hữu đảnh, cũng trụ ở chỗ ấy, bị lệ thuộc vào chỗ ấy, nương tựa vào chỗ ấy. Như vậy tất cả đều rơi vào cảnh giới của ác ma, chưa ra khỏi bẫy dập của ác ma, nên bị ác ma trói buộc và luôn chạy theo ác ma. Giống như mãnh hí tử, uất đầu lam phất và a la đồ ca la ma tử, cùng tất cả tiên nhân ngoại đạo khác cũng trụ vô sắc, bị lệ thuộc vào nơi ấy, nương tựa cõi ấy. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thể hội Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì các Bồ Tát ấy không trụ vào đâu và làm việc gì cũng không hề lệ thuộc. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát dõng mãnh tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và tùy thuận an trụ, thì lúc ấy Bồ Tát không nương trụ vào sắc, cũng không nương trụ vào thọ tưởng hành thức, không nương trụ vào nhãn, không nương trụ vào nhĩ tĩ thiệt thân ý, không nương trụ vào sắc, không nương trụ vào thanh hương vị xúc pháp, không nương trụ vào nhãn thức, không nương trụ vào nhĩ tĩ thiệt thân ý thức, không nương trụ vào danh sắc, không nương trụ vào điên đảo tà kiến, các triền cái và các ái hành. Không nương trụ vào duyên khởi, không nương trụ vào cõi dục sắc vô sắc, không nương trụ vào ngã hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi trưởng thành, người ý sanh, tuổi trẻ, người làm, người nhận, người biết, người thấy và các tưởng khác. Không nương trụ vào địa thủy hỏa phong không thức giới, không nương trụ vào hữu tình giới, pháp giới, không nương trụ vào sơ tịnh lự cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ, không nương trụ vào hữu ái, không nương trụ vào không hữu ái, không nương trụ vào đoạn kiến thường kiến, không nương trụ vào hữu tánh, không nương trụ vào vô tánh, không nương trụ vào bố thí, tham lam, giữ giới, phạm giới, nhẫn nhục, sân hận, tinh tấn dài đãi, tịnh lự tán loạn, trí tuệ ác tuệ, không nương trụ vào niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, không nương trụ vào các đoạn điên đảo, không nương trụ vào tịnh lự giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, không nương trụ vào khổ tập diệt đạo, không nương trụ vào trí tận, trí vô sanh, trí vô tạo tác, không nương trụ vào trí vô trước, không nương trụ vào minh và giải thoát, không nương trụ vào giải thoát tri kiến, không nương trụ vào địa vị của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không nương trụ vào pháp của phàm phu, thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật, không nương trụ vào niết bàn, không nương trụ vào trí kiến của quá khứ, vị lai, hiện tại, không nương trụ vào tánh bình đẳng của ba đời, không nương trụ vào trí lực vô ý vân vân của Phật, không nương trụ vào trí nhất thiết trí, không nương trụ vào sự viên mãn của tướng hảo, không nương trụ vào sự viên mãn của cõi Phật, không nương trụ vào sự viên mãn của thanh văn, không nương trụ vào sự viên mãn của độc giác, không nương trụ vào sự viên mãn của Bồ Tát, không nương trụ vào tất cả pháp, không nương trụ vào sự di chuyển, không nương trụ vào sự dao động, không nương trụ vào sự hí luận, do không nương trụ nên trừ bỏ tất cả, cũng không chấp trước, và không nương trụ đạo, đối với không nương trụ cũng không nương chấp, cũng không đắc đây là nương trụ, cũng không đắc ở đây nương trụ, cũng không đắc lệ thuộc nương trụ này, cũng không đắc dựa vào nương trụ này, đối với chỗ nương trụ cũng không nương chấp. Nếu đối với các nương trụ như vậy mà Bồ Tát không dựa, không đắc, không chấp, không thủ, không nói, không mừng, không vướng mà trụ, không bị ô nhiễm, tất cả sự nương trụ cũng không bị chướng ngại, thì vị ấy sẽ chứng pháp thanh tịnh của tất cả sự nương trụ. Này thiện dũng mãnh, các Bồ Tát này y vào tất cả pháp, nương trụ vào trí kiến vi diệu thanh tịnh để tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhờ đó mà ác ma không thể làm hại được. Cả quân của ác ma cũng không thể chiến thắng được, nhưng ngược lại các vị ấy có thể chiến thắng tất cả quân ma. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát chưa phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì trước tiên nên tích tập vô lượng vô số tương đương căn lành, cúng dường nhiều đức Phật, tôn thờ nhiều bạn lành, thưa hỏi pháp yếu với nhiều đức Phật, phát thệ nguyện rộng lớn, ý vui đầy đủ, thích thực hành bố thí cho các hữu tình, tôn trọng giữ gìn giới thanh tịnh, nhẫn nhục và hòa nhã với mọi người, tinh tấn dũng mãnh để bỏ các giải đãi, tôn trọng tu hành tịnh lự trong sáng, cung kính tu học tuệ thanh tịnh, thì đó là các Bồ Tát đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Lại nữa, phải siêng năng tinh tấn tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy sức trí tuệ để đánh bại các chúng ma, và luôn nghĩ đừng để ác ma rình tìm chỗ sơ hở của chúng ta mà làm những việc quấy nhiễu. Nhờ sức lực này khiến cho ác ma không thể làm hại, gây chướng ngại sự tu học, cũng khiến cho chúng ma không khởi tâm như vậy. Chúng ta phải rình tìm chỗ sơ hở của các Bồ Tát ấy và làm nhiễu loạn để gây chướng ngại sự tu học của họ. Giả sử ác ma có khởi tâm ấy thì chúng sẽ tự nghĩ biết ta làm như vậy chắc chắn sẽ gặp khổ lớn, do đó tâm bọn chúng rất lo sợ. Nay chúng ta chớ có để tan thân mất mạng, nên dứt bỏ tâm quấy nhiễu ấy ngay, thế rồi tâm xấu của ác ma biến mất. Này thiện dũng mãnh, nhờ nhân duyên này mà ác ma không làm chướng ngại sự học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa liền sanh tâm thuần tịnh, thì sẽ tăng trưởng ý vui, thâm tâm tôn trọng khen ngợi công đức và tưởng vị ấy như đại sư, nghe nói giáo pháp tương ưng với sáu Ba La Mật Đa, cũng không sanh tâm do dự hay nghi ngờ. Nhờ nghe pháp sâu xa mà tâm không bị mê loạn, cũng không do dự và nghi ngờ, quyết không gây nhân tạo nghiệp thiếu pháp, tâm cũng không đưa đến quả báo thiếu pháp, khuyến khích hướng dẫn vô lượng vô biên hữu tình tin thọ tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, khen ngợi động viên vô lượng vô biên hữu tình làm cho họ tin thọ tu học sáu pháp Ba La Mật Đa. Các Bồ Tát ấy, ý vui đầu tiên thanh tịnh, tất cả ý vui không bị tạp nhiễm, các quân ma không thể nào làm chướng ngại được. Vì vị ấy biết rõ tất cả việc làm của quân ma, nên tất cả quân ma không thể nào xâm phạm được. Do đó các vị ấy không theo sức lực của ác ma mà tu hành tự tại. Này thiện dũng mãnh, nhờ nhân duyên này mà các Bồ Tát ấy không bị quyến thuộc ác ma quấy nhiễu nữa. Lại nữa, này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì không hành sắc là tướng hợp, không hành sắc là tướng lìa, không hành thọ tưởng hành thức là tướng hợp, không hành thọ tưởng hành thức là tướng lìa, không hành nhãn là tướng hợp, không hành nhãn là tướng lìa, không hành nhĩ tý thiệt thân ý là tướng hợp, không hành nhĩ tý thiệt thân ý là tướng lìa, không hành sắc là tướng hợp, không hành sắc là tướng lìa, không hành thanh hương vị xúc pháp là tướng hợp, không hành thanh hương vị xúc pháp là tướng lìa, không hành nhãn thức là tướng hợp, không hành nhãn thức là tướng lìa, không hành nhĩ tý thiệt thân ý thức là tướng hợp, không hành nhĩ tý thiệt thân ý thức là tướng lìa, không hành tướng của sắc là tướng hợp lìa, không hành tướng của thọ tưởng hành thức là tướng hợp lìa.